Hello, welcome back to the Chess Group. Okay. Trời ơi, di chuyển cái là bị bắn luôn. Ai có dấu đỏ đỏ trên đầu là sẽ bị bắn. Oh my god, lên sang level 5. Trò này cứ giống giống nhau các bạn. Lại cái màn này giống hệt nhau. Phiêu 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 ra sang server. Cho hay như là cái kẹo này. Zombie sợ với sói. Chúng ta đã qua cái màn này rồi.
zombie này đinh cũng đi qua được. Ok, chúng ta sẽ sang game Joy Pop Club. Ok. Game này nè, có cái phần âm thanh như mình đã mại nó đi luôn rồi. Ui, to đấy. Tiếp tục. Ui. Game over. Ồ, trời ơi. Cứ tưởng ăn mấy quả dưa hấu này cực cơ. Người đâu, không ăn được. Trò này rất là lừa luôn này. Ôi giời. Xác luôn. Trời. Ui dù bị quá. Tí hoàn. No. Chúng ta sẽ lại biến hình rồi. Bé nhưng mà có võ. Chúng ta lại vào một cái game Squid Game. Quá nhỏ. Cho âm thanh bé và bắn trúng to quá. Bokuma Kochi Piasta Nida.
game này thật là khó chơi đấy. Chết quèo. Cái này X2 này. Chúng ta có một màn thể hiện là đấu với bot này. X2 này, cộng 80 này rất là nhiều luôn. X4 này, đồng như kiến. Chạy vào game Tom Hero.
rất là giống mèo. Chưa squeaky bro. Tập. Gì cũng phải sống sót nữa. Cứ biết lặp lại quá. Ui. Phêu rồi. Ta xem cho lại đây Squid Game. Ấy. Ui giống không? Các thanh niên giống nhau không? Left, right. Left, right. Kích này này. Kích này nó mới nảy được. Winner. Ôi, có một màn này. Một màn thôi.